Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo vỗ mặt Thùy Tiên rẻ tiền bị soi ra điều khiến chính chủ muối mặt. Trước thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đệ đơn đề nghị khởi tố vụ án xử lý bà Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa qua đã bức xúc lên tiếng đáp trả. Ngày 16 tháng 11, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố vụ án xử lý đối với bà Đặng Thùy Trang. Trong đơn, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp đã đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án xử lý đối với bà Đặng Thùy Trang quê Cần Thơ về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm. Được biết, đây là diễn biến mới trong vụ tranh chấp ồn ào giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang là chị gái của Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo. Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên. Trước thông tin này, trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Tiên bức xúc lên tiếng. Bà Trang cho rằng Thùy Tiên đang PR bẩn, sử dụng truyền thông để bôi nhọ mình. Chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo thẳng thừng tuyên bố nàng hậu rẻ tiền và đang thao túng dư luận. Bà Đặng Thùy Trang viết, không biết em thiếu hiểu biết về pháp luật hay là tất cả cơ quan chức năng và tòa bác đơn mà giờ cứ phải đi sử dụng báo với thông tin không xác thực để PR bẩn. Tiếp tục bôi nhọ và bịa đặt, xuyên tạc nhằm vu khống chị vậy cô Hoa hậu. Bà khẳng định thêm đến thời điểm bây giờ mình vẫn chưa nhận được thông tin gì từ ngày phía cô ấy kiện ra tòa hay tố ra công an. Đó là thông tin một chiều và sai sự thật nhằm đón gió và thao túng dư luận. Sự việc này mình sẽ gửi đơn đến các bộ ngành liên quan để bảo vệ mình sớm nhất triệt để. Hoa hậu ơi, em làm mất quan điểm quá rẻ tiền cho cách hành xử coi thường pháp luật. Tuy nhiên bên dưới bình luận, bà Đặng Thùy Trang bị cộng đồng mạng ồ ạt tấn công, nhiều cư dân mạng để lại bình luận. Dưới đấy như chị mới mua báo chứ tầm cỡ như bạn ấy thì báo chạy theo không kịp. Nhìn cái cách mà suốt ngày đăng bài chơi bài người khác là cũng biết đẳng cấp như nào rồi. Vào thời điểm hiện tại, vụ kiện của Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, bà Trang cho rằng giữa năm 2017, Thùy Tiên vay bà 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ với cam kết giữa đôi bên. Bà Trang nhờ người khác đứng tên là người cho vay. Bà ký trong giấy vay nợ với tư cách là người làm chứng. Tuy nhiên, Thùy Tiên đoạt giải nhưng không thực hiện theo cam kết, không trả tiền. Tháng 4 năm 2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh để trả nợ, nhưng tại đây đã chụp và xé giấy vay mượn nợ. Bà Trang khởi kiện yêu cầu Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng, bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường. Đồng thời, bà Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp cũng vừa thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang. Thùy Tiên cho rằng bà Trang sử dụng mạng xã hội có những bài viết và sử dụng trái phép hình ảnh của mình, đưa những thông tin ướp mở, ám chỉ để hướng dư luận nghi ngờ hiểu lầm Hoa hậu này có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp của Lê Hoàng Long mà Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đầu tháng 9 vừa qua. Do đó, Thùy Tiên khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, đưa thông tin sai sự thật về cô trên các trang mạng xã hội, buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, đính chính thông tin và xin lỗi cô. Hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần với số tiền 387,6 triệu đồng. Trong đơn tố cáo mới đây gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Tiên cho rằng bà Trang đã nhiều lần đăng các bài viết có nội dung bôi nhọ, đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, cuộc sống và gây ra cho tôi nhiều thiệt hại về vật chất và tinh thần. Do đó, Thùy Tiên có đơn gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố vụ án xử lý bà Đặng Thùy Trang về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với cô.